mặc dù là toàn là bạn bè nhưng tụi chị bắt các bạn trả tiền hết. Thế nên là những buổi đầu tiên là bạn bè này, buổi thứ hai thì lại có một thế hai người là bạn của bạn. Ê, xong buổi thứ ba thì có nhiều người hơn. Thế nên là mỗi một cái cuối tuần mà tụi chị xem vào cái list, tụi chị sẽ ôi đây là bạn mình, đây là bạn mình. Bắt đầu niềm vui nhất khi mà tụi chị nhìn cái list, chắc là khoảng buổi thứ tư, thứ năm gì đó mà chị nhìn cái list, chị bảo là hồi đấy tụi chị dùng từ khách vãng lai. Và buổi thứ hai có nhiều khách vãng lai hơn, buổi thứ ba nhiều khách vãng lai hơn, đến buổi thứ tư, thứ năm gì đó là toàn bộ danh sách là không còn là bạn bè của mình nữa rồi, mà toàn là khách vãng lai. Thì lúc đấy chị cảm thấy ôi dồi, như này có nghĩa là sản phẩm của mình là có ý nghĩa rồi, tức là có là người ta thật sự thích, chứ không phải là người ta chỉ đi vì người ta là muốn giúp đỡ mình và là bạn bè của mình. Chào mừng mọi người đã đến với 021 Station, nhà ga của những ý tưởng, nơi kể lại những câu chuyện về hành trình khởi nghiệp của những nhà sáng lập tại Việt Nam. Mình là Khoa Linh, host của chương trình. Khoa Linh sẽ cùng đồng hành với mọi người vào mỗi sáng thứ ba cách tuần trên YouTube, Spotify, SoundCloud hoặc Apple Podcast mọi người nhé. Bỗng một ngày trời cao trong xanh, máu nghệ sĩ trong bạn nổi lên. Bạn muốn cầm cọ và vẽ gì đó thật là đẹp. Nhưng mà giấy, bút lại phải đi mua. Rồi vẽ gì, bắt đầu từ đâu? Nghĩ tới đó thôi là cảm hứng cũng tắt mất rồi. Nhưng mà không sao, có một workshop tên là Tipsy Art dành cho bất kỳ ai, kể cả người chưa từng cầm cọ. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ chìm trong âm nhạc cùng những ly đồ uống thật ngon, cũng có thể tạo ra một tác phẩm của riêng mình. Được thành lập vào tháng 12 năm 2015 bởi chị Trang và chị Ngân, hai cô gái yêu nghệ thuật, mê hội họa. Tipsy Art của hiện tại đã được nhân rộng từ Hà Nội tới Sài Gòn với 8 đến 10 buổi học trong khoảng thời gian từ tối thứ 6 đến hết chủ nhật. Khởi nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật có vẻ không dễ dàng chút nào. Hãy cùng Khoa Linh nghe câu chuyện của chị Trang và chị Ngân để xem là chặng đường 5 năm qua của hai chị đã có những trải nghiệm gì nhé. Thật ra thì đây là lần đầu tiên mà podcast của bọn em có hai khách mời cùng một lúc, nên là sẽ bắt đầu với chị Trang trước đi. Chị Trang có thể kể một chút cho bọn em nghe về hồi nhỏ và thời đi học của chị được không ạ? Chị sinh ra ở Việt Nam, trước tầm 2-3 tuổi gì đó chị đi sang Nga sống với bố mẹ, ở đấy đến khoảng 5 tuổi. Thì hồi đó sống ở Nga chị cũng biết nói tiếng Nga. Hồi đấy chị đã học bảng chữ cái, xong chị phát hiện ra khi mà ghép các cái chữ cái vào với nhau nó thành chữ. Thế nên chị là người đầu tiên trong lớp mẫu giáo của chị biết viết. Thế xong rồi về đến Việt Nam thì học 7 tuổi mới được học lớp 1. Thế nên là chị lúc nào cũng lớn tuổi hơn các bạn lớp chị 1 tuổi. Thế xong rồi sau đó là chị thích, chị nói chung chị cứ liên quan đến các cuộc thi thì chị thích. Thế nên là hồi đấy có một cuộc thi là assist để mà đi du học ở nước ngoài. Thế là chị đi thi. Rất là last minute thôi, quyết định đi thi. Vì là last minute nên chị không có chuẩn bị câu hỏi gì cả. Lúc đấy vào phỏng vấn bàn tròn rất là nhiều người mới hỏi chị là thế nếu tao mà đến Việt Nam thì chúng mày sẽ dẫn tao đi đâu, hay là tức là nói về điều mày thích Việt Nam. Xong chị bảo cho đi ăn gà luộc. Thế đến Việt nó là boiled chicken. Xong chị kiểu oh my god, why did I say that. Thế nhưng mà về sau thì trong các bạn khác thì chị lại được nhận. Và về sau mãi về sau ông này ông ấy nói là tại vì là nghe nó authentic và nó không kiểu rehearsed compared to other students. Về sau chị nghĩ lại chị thấy cũng là duyên số. Nên xong rồi từ hồi chị đi học thì chị cũng hơi liều, cứ hồi đấy là cứ đến break nào đó là chị đi xách vali đi khắp nơi. Đến bây giờ chị cảm thấy không bao giờ chị cho con gà chị làm cái điều đó, nhưng mà hồi đấy là chị cứ lên mấy cái forum du học ấy. Thế xong rồi thấy mấy anh chị mà học trường MIT rồi trường nọ trường kia các thứ, thế xong rồi lại break lên đấy chơi, xong rồi đến nhà người ta ngủ ngủ ngoài cao chơi. Thế nhưng mà kiểu hồi đấy quá là liều ấy, kiểu bây giờ mà nghĩ lại con gái không, chị không chịu bao giờ cho nó làm cái điều đó. Nhưng hồi đấy rất là liều. Thế xong để break để làm như vậy, đến những cái trường đó là để mà apply, tức là đến các trường đó để mà phỏng vấn đi thăm trường. Thì khi mà đi thăm trường thì là ở nhờ nhà các bạn học sinh Việt Nam đó. Hồi đó một trong những cái trường mà chị đi thăm phỏng vấn là trường Hamilton. Phỏng vấn với trường thì chị rất là click với trường. Tại vì chị thì thích viết lách, thích kiểu văn thơ viết lách rồi những thứ mà nó hơi bay bay một tí. Mà trường thì cũng có cái chương trình writing program rất là mạnh. Phỏng vấn với trường đó xong rồi đi về Việt Nam thì là trường gửi một cái thư bảo là tao rất là mong mày apply trường tao. Xong chị apply thì trúng luôn với cả cũng được nhiều tiền. Thế nên là chị cũng quyết định đi học luôn.
Ồ, vậy là từ nhỏ thì chị Trang cũng từng sống ở nước ngoài này, và mình được tiếp xúc với ngoại ngữ từ khi rất là sớm. Rồi lúc mà đi du học thì cũng có cơ hội bay nhảy nhiều nơi, có nhiều trải nghiệm. Mà em thấy là chị có kể là chị thích văn thơ viết lách như vậy, thì sau khi mà mình chọn được trường rồi thì ngành học mà chị chọn là gì vậy ạ? Chị thích học philosophy, tại vì chị thích những thứ cũng kiểu thích suy ngẫm, thích các thứ mà kiểu bay bay. Thế nhưng mà về sau là thấy là dịch sang một tiếng public policy, lại public policy nó có một phần là philosophy trong đó. Nhưng mà chị vẫn still minor in philosophy và toán. Ừ, vâng. Thế còn các môn mà liên quan đến nghệ thuật mà đặc biệt là hội họa thì sao ạ? Từ cấp 3 cho đến đại học, khi nào có các môn nào về nghệ thuật thì chị đều tham gia hết. Cảm thấy là khi ra làm các bài tập về nhà thì chị rất là cứ nghe ngang mãi không xong. Nhưng mà mỗi khi vào lớp vẽ là chị vẽ cả ngày trời mà không cảm thấy chán, mà chị rất là thích cái không gian đó. Kể cả khi nghe nhạc, chị rất thích chú ý vào những cái chi tiết của nó. Tất cả các cái chi tiết của các bài hát hay tất cả các chi tiết của tranh hay ảnh, chị đều rất là thích những cái chi tiết nhỏ nhỏ như thế. Thế nên chắc về sau nó cũng ảnh hưởng đến trong cái việc chị với cả Ngân làm cái này, tụi chị hay để ý đến những cái chi tiết mà để cho người ta thích phải suy ngẫm ra. Em cũng hơi hơi cảm nhận được là trong một cái không gian nghệ thuật thì những cái chi tiết tuy là rất là nhỏ nhưng mà nó lại tác động rất là nhiều đến cái cảm xúc và cảm hứng bên trong mình. Thì không biết là với cái một chút nghệ sĩ như thế trong người thì trước khi làm TCR thì chị Trang đã làm công việc gì rồi ạ? Hồi đấy chị làm Boston, chị làm công ty tư vấn chiến lược. Hồi đó một trong những các cái công ty mà chị tư vấn là có các công ty startup. Khi mà chị tư vấn người ta, chị thấy là ok, tư vấn thì cũng hay đấy. Thế nhưng mà mình thấy mình thích ở ở cái phía bên kia của cái bàn hơn là ở phía bên này. Mình muốn là cái người mà thật sự làm hơn là cái người mà chỉ có tư vấn. Nói đến đây thì em nghĩ là em đã có một cái hình dung nhất định và những cái thông tin cơ bản về chị Trang rồi. Nên là bây giờ mình sẽ chuyển sang chị Ngân. Thì chị Ngân có thể kể cho em một chút về chị được không ạ? Ok em, thì chị kể qua về chị nhá. Thì là chị sinh ra và lớn lên ở Hà Nội cả 18 năm đầu của cuộc đời chị. Thì là chị học trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 như là mọi người thôi. Thế xong rồi khi mà học hết cấp 3 thì chị đi du học. Thì thực ra cái quyết định đi du học này nó cũng phụ thuộc nhiều vào bố mẹ chị ấy. Tức là chị kiểu bố mẹ đặt đâu con làm đấy. Thì là bố chị bảo chị đi du học thì chị ok chị đi du học. Thì cái trường đấy thực ra nó là một cái business school. Chị học ngành thì là economics thì nó cũng không đúng với chị lắm, tại vì tại thời điểm đấy thì chị thích học psychology. Thì sau khi mà học xong 4 năm đấy thì chị cảm thấy là chị không connect được với cả cuộc sống ở bên Mỹ lắm, thì là chị lúc nào cũng quyết định là chị sẽ về Việt Nam. Về Việt Nam thì nói chung là chị cũng thử đủ mọi các thể loại nghề, tức là chị mở spa với bạn chị này. Sau khi mở spa thất bại thì là chị lại làm ở một cửa hàng cho thuê váy cưới, tức là nó là một cái cửa hàng của gia đình chị, thì là chị cũng phụ trách cái cửa hàng đấy. Thế sau đấy thì chị làm một cái công việc liên quan đến bảo tồn, thì chị mới có cái câu chuyện là chị đi bảo tồn rùa ở Côn Đảo. Thì đấy, nói chung là nó là một cái trải nghiệm thay đổi của đời chị nghĩ như thế. Từ sau cái trải nghiệm đấy chị mới nghĩ là ai cũng cần có một cái trải nghiệm như thế trong trong đời, với cả cái việc trải nghiệm nó rất là quan trọng. Cái việc mình trải nghiệm này, mình cố gắng trong quá trình mình trải nghiệm cái việc đó và cái việc đón nhận kết quả của cái trải nghiệm đấy như thế nào, thì chị thấy cái đấy nó rất là quan trọng với mọi người. Dù cái kết quả nó ra sao thì mình cũng nên đón nhận nó. Thì thế thì đấy cũng là những cái mà chị mong muốn là mọi người có thể được trải nghiệm qua Tipsy Art. Đấy là mình trải nghiệm này, mình cố gắng và mình đón nhận. Đấy, thế thôi. Phải nói là em rất là ấn tượng với câu chuyện về trải nghiệm ra đảo để mà bảo tồn rùa của chị Ngân. Em cũng đồng ý là có trong rất là nhiều những cái trải nghiệm của mình thì sẽ có một số những cái trải nghiệm mà nó tác động sâu sắc và nó tạo nên mình của bây giờ. Thì để mà lật lại thì em thấy là chị Ngân cũng đã có một khoảng thời gian mình đi du học, và từ cái ngành học cho đến những cái công việc mà mình trải nghiệm sau khi trở về nước ấy ạ, thì em thấy là chị Ngân đều làm liên quan đến kinh tế, kinh doanh. Thì không biết là cái cơ duyên nào ở cái không gian thời gian nào mà chị Trang và chị Ngân biết đến nhau ạ? Lần đầu tiên gặp nhau là ở Đi trượt tuyết đúng không? đi Trượt Halloween tuyết hay Halloween? Trượt tuyết. trượt tuyết nhưng xong xong cái hôm trượt tuyết xong rồi đi Halloween mà xong rồi đi xong rồi chị túm và chị Giang nghỉ xong chị Giang bảo tránh xa con Trang ra nó cứ cấu mọi người tại vì sợ ấy, chị sợ mà.
Thì nói về cái việc mà gặp Trang ở, ở Mỹ ấy, thì thực ra là chị rất là ấn tượng. Tại vì là lần đấy là chị nghe lỏm được Trang nói chuyện điện thoại với bố Trang. Thế xong rồi Trang mắng bố Trang là tại sao bố lại vừa đi vừa nghe điện thoại như thế ở ngoài đường. Như thế là rất là vô trách nhiệm, bố biết không? Nếu không bố làm như thế ảnh hưởng đến người khác nữa. Thì chị thấy rất là ấn tượng với cái việc là Trang mắng bố Trang như thế. Tại vì chị cũng rất hay mắng bố chị. Thế nhưng mà chị thấy như thế nó rất là hay, nó rất là thật. Với cả và chị thấy cái hành động đấy đúng là nó cũng vô trách nhiệm thật. Thế là chị mới cảm thấy rất là quý Trang từ cái việc đấy. Thế xong rồi sau đấy thì bọn chị không có cơ hội gặp nhau nhiều nữa, tại vì là ở khác thành phố. Như vậy là chị Trang và chị Ngân thì đã gặp nhau trước đó, đã quen biết nhau trước đó khi mà còn học ở Mỹ. Và sau này thì khi nào mà hai chị gặp lại nhau và bắt đầu có những cái ý tưởng đầu tiên về Tipsy Art vậy ạ? Chị về Việt Nam chị mãi mới reach được Ngân. Tại vì Ngân hồi đấy là tỏ vẻ đi xóa Facebook, ghét không chịu được. Thế xong rồi mãi về sau tự nhiên đúng một đợt tự nhiên nó chịu mở Facebook ra thì chị mới tìm được Ngân. Tìm thấy Ngân thì mới nhắn tin, xong hai chị em nhắn tin hẹn gặp nhau. Thì hai chị em nói chuyện với nhau rất là vui. Hồi đó là cứ hồi đấy mình ngồi ở đâu nhỉ? Chợ đêm. Ừ, chợ đêm. Ờ, đi nghe nhạc xong rồi đi ngang qua cái Art Gallery. Thế xong rồi tự chị mới nói chuyện mới bảo là mấy cái xem hình như là có mấy cái các câu chuyện gì đó mà mấy người mà trúng điện thoại hay trúng cái gì đó người ta rú rít lên rất là sung sướng, người là cần xong rồi trong khi đó hai chị em thì chả thấy sướng gì cả. Thế nhưng mà hai chị em mà thấy ai mà kiểu hát hay là múa đẹp hay là những cái gì mà có những cái trải nghiệm rất là hay thì hai chị em rất là ghen tị, cái đấy mới làm hai chị em sướng. Thế nên mới thấy là hai chị em có một cái philosophy giống nhau, thế nên cũng rất là cảm thấy rất là click. Nghe câu chuyện của hai chị thì em thấy đúng là kiểu câu chuyện mà mình mới gặp một người bạn rất là mới thôi nhưng mà có rất là nhiều điểm chung khiến cho mình cảm thấy như là một người bạn thân lâu năm. Và không biết là giữa rất là nhiều những cái câu chuyện chung, những cái suy nghĩ chung như thế thì cái cảm hứng nào mà khiến cho hai chị có ý tưởng về Tipsy Art và quyết định là làm cùng nhau ạ? Trước khi về Việt Nam thì thực ra là chị có tham gia một cái buổi vẽ tranh giống như Trang, là nó tên là Paint Night, tức là mọi người cũng đến đấy, mọi người được hướng dẫn vẽ tranh, mọi người have fun. Mình có một cái thành quả mà mình tự tay làm được và trong lúc đấy thì mình lại have fun với cả bạn mình, thì chị thấy đó là một cái hoạt động rất hay. Thì lúc mà chị và Trang gặp nhau là lúc đấy là bọn chị đi bộ quanh phố đi bộ. Thì là hôm đấy ở phố đi bộ có các cái ban nhạc acoustic nó hay chơi ở phố đi bộ lắm, hai chị em ngồi nghe rất là feel. Đấy, thế xong rồi ngồi nói chuyện với nhau về là tại sao là mình về đây, sau đó thì mình không có cái gì để làm, không có cái gì để chơi cả. Thì là bọn chị mới có cái quyết định là thành lập Tipsy Art. À, vậy là cái ý tưởng này đến từ một cái trải nghiệm chung của hai chị với một cái lớp học vẽ ở bên Mỹ. Thì không biết là từ cái ý tưởng cho đến khi mà thực sự đưa kế hoạch vào thực hiện thì nó mất khoảng bao nhiêu lâu ạ? Hồi đấy là cũng viết email rồi lên kế hoạch các thứ nọ kia, là làm những cái nọ cái kia. Hai chị em hồi đấy các email rồi email business plan. hồi tháng 9 hai chị em viết business plan các thứ nó cũng linh ta linh tinh. Nhưng mà trong cái thời gian đó thì chị cũng làm việc với một cái bạn ở trong công ty của chị hồi đấy. Thế nên là hồi đó chị cũng share với bạn đó về cái này. Xong đến khi lúc mới chỉ có hai chị em thì hai chị em vẫn cứ kiểu business plan viết email nhưng mà nó vẫn ngâm nghe. Nhưng mà nói bạn này bạn phải bảo ừ hay là thôi làm đi. Thế là lúc đấy chị cũng húng lên ừ ok làm đi. Thế là lúc đấy là ba người mới bắt đầu ngồi vào với nhau và bắt đầu ok tháng 12 này mình muốn là vào đúng Noel. Thì cũng hồi đấy cũng hơi strategic là làm sao để Noel để cho mọi người bắt đầu vẽ tranh, kiểu mọi người đi chơi Noel thì trước Noel một tuần thì mình sẽ làm một cái buổi thử. Thế nên là xong đấy, thôi đấy câu chuyện từ đấy bắt đầu có Ngân vợ rồi thì lúc đấy mình sẽ kể chuyện sau. Thế thì cái lúc bắt đầu ấy ạ, chị Trang với chị Ngân có bao giờ có cái suy nghĩ là mình có thể thất bại không? Ví dụ như là mình thì mình rất là thích cái mô hình lớp học vẽ như thế, nhưng mà nhu cầu ở Việt Nam thì chưa có nhiều. Ừ, nhưng mà thực ra thì mình fail thì sao? Tại vì thực ra chị fail cũng nhiều mà, chị fail nhiều lắm. Cái câu của chị là gì nhỉ Trang nhỉ? Là cái điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Khi mà mình làm cái này thì
thì mình đánh đổi cái gì, cái điều tồi tệ nhất mà có thể xảy ra nếu mình làm cái này là cái gì, mình có thể chịu được cái điều đấy không? Thì chị cảm thấy cái việc thất bại nó không đáng sợ lắm, tại vì chị thất bại nhiều lần rồi. Còn chị lúc đấy là làm thì cứ làm thôi, ừ, mình thích thì mình làm đó. Em thích cái câu hỏi mà điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì đấy, bởi vì là khi mà mình đã có một sự chuẩn bị tâm lý như thế rồi thì mọi thứ nó cũng nhẹ nhàng hơn. Trong đầu em bây giờ thì đang có một vài cái sự tưởng tượng về hình ảnh hai cô gái vào những ngày đầu tiên khởi nghiệp. Thì các chị có nhớ về những cái ngày mà mình bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để vận hành, ví dụ như là từ cái khâu chuẩn bị nguyên vật liệu, rồi thì tìm địa điểm, rồi cả những giáo viên đứng lớp nữa không ạ? Chị có bạn là hạ sĩ thật luôn, hạ sĩ xịn luôn. Thế xong rồi năn nỉ bạn để bạn làm cái này cho. Đấy, thì đợt đấy là đã tổ chức qua rồi đâu, làm gì có ai mà nghe theo mình để mà làm. Nhưng mà may mà cái bạn đấy, tức là người họa sĩ rất là cởi mở thôi, thì là bạn ý cũng muốn giúp chị. Và bạn làm một lần thôi mà nói chung là bọn chị rất là ưng ý, tại vì bạn ý hiểu được cái buổi này nó cần những cái gì, những cái người mình hướng dẫn là ai. Đấy, mà buổi đầu tiên toàn bạn bè mình ở Trang nhỉ? Buổi đầu tiên là mình sẽ năn nỉ bạn bè mình, nhưng mà mình không cho bạn mình vẽ free, bắt chúng nó trả tiền. Thế bọn nó sẽ đưa cho mình được cái feedback mà nó thật sự về cái này, cái dịch vụ này nó có xứng đáng với cái số tiền mà họ bỏ ra không. Thế nên là chị bắt buộc là mặc dù là toàn là bạn bè nhưng tự chị bắt các bạn trả tiền hết. Thế nên là những buổi đầu tiên là bạn bè này, buổi thứ hai thì lại có một thế hai người là bạn của bạn. Ê, xong buổi thứ ba thì có nhiều người hơn. Thế nên là mỗi một cái cuối tuần mà tụi chị xem vào cái list, tụi chị sẽ ôi đây là bạn mình, đây là bạn mình. Thế xong rồi, và cái khi mà tụi chị bắt đầu niềm vui nhất khi mà tụi chị nhìn cái list, chắc là khoảng buổi thứ tư, thứ năm gì đó mà chị nhìn thấy list, chị bảo là hồi đấy tụi chị dùng từ khách vãng lai. Thế xong bảo buổi thứ hai có nhiều khách vãng lai hơn, buổi thứ ba nhiều khách vãng lai hơn, đến buổi thứ tư, thứ năm gì đó là toàn bộ danh sách là không còn là bạn bè của mình nữa rồi, mà toàn là khách vãng lai. Thì lúc đấy chị cảm thấy ôi dồi ôi, như này có nghĩa là sản phẩm của mình là có ý nghĩa rồi, tức là có là người ta thật sự thích, chứ không phải là người ta chỉ đi vì người ta là muốn giúp đỡ mình và là bạn bè của mình. Wow, nghe chị kể mà em thấy cũng rất là vui. Đến buổi thứ tư, thứ năm mà mình đã nhìn được cái thành quả là một cái danh sách toàn những khách hàng mới như thế, thì em nghĩ là ngay từ cái lúc đầu như thế thì Tipsy Art cũng đã có một cái sức lan tỏa nhất định. Thì không biết là sau này những bạn fan trung thành luôn luôn có mặt trong các buổi họp của Tipsy Art thì có nhiều không ạ? Không mở ra, nhưng mà ý là không phải là tuần nào người ta cũng đi, đúng rồi, nhưng mà người ta đi rất nhiều lần đấy. Như là có một cái bạn ấy người nước ngoài, bạn ấy người Đài Loan, mà bạn ấy đi rất nhiều lần rồi, chị không đếm được bạn ấy bao nhiêu lần nữa, nhưng mà bạn ấy đi phải kiểu 30 mấy lần hay 50 lần. Mà chị đấy là chị có sở thích là chị, tức là chị rất là yêu thiên nhiên, thế là chị chỉ chọn những cái tranh có màu xanh lá cây để chị đi thôi đấy. Thì người ta vẫn ủng hộ mình, nhưng mà theo cái sở thích của người ta, tức là bọn chị không ép buộc là người ta phải đi với bên chị, mà là bọn chị có những cái lựa chọn cho người ta cảm thấy phù hợp thì người ta đi, lúc nào cũng là thế. Em đang hơi tò mò một chút là khách hàng mới thì không sao, nhưng mà để có được nhiều khách hàng quay lại thì mình chắc là sẽ phải cần nhiều sự mới mẻ và đa dạng. Vậy thì hai chị lựa chọn những cái bức tranh cho các buổi học như thế nào ạ? Thì là bọn chị là người mà chọn cái bức tranh ngày hôm đấy, còn người dựng thì không phải là bọn chị. Thì bọn chị sẽ có những cái tiêu chí nhất định trong cái việc dựng tranh, là tranh cần phải có những cái yếu tố như thế nào để nó thu hút khách, và tranh cần cái yếu tố như thế nào để mà khách có thể vẽ được. Tức là ở đây thì mình không phải là có những cái tranh mà nó quá là khó đi, khi mà mọi người vẽ thì mọi người sẽ rất là căng thẳng chẳng hạn, thì cái đấy là cái bọn chị không muốn. Thì nó phải có vừa yếu tố thẩm mỹ, lại vừa yếu tố là doable, tức là mọi người có thể làm được, phải có cả hai yếu tố đấy, nó cân bằng nhau. Mà em có thấy một điều nữa là khách hàng mà đến với Tipsy Art thì sẽ được chụp ảnh lại cái quá trình mà mình vẽ, rồi những cái bức ảnh rất là đẹp. Thì và điều này thì em cũng thấy ghi rõ trên website của Tipsy Art nữa, thì không biết là đây có phải là một cái cách làm của mình trong việc marketing không ạ? Đúng rồi em. Từ ngay từ đầu tụi chị đã phải growth hack rồi. Tụi chị muốn có independence, financial freedom và financial independence. Cho nên ngay từ đầu cái cách mà tụi chị design cái business model này, tụi chị đã design in a way là thứ nhất là làm sao cho nó spread được nhanh, thứ hai là minimize cost, và thứ ba là minimize risk. Thì cái việc spread được nhanh thì việc ảnh là một trong những cái mà để cho nó spread được nhanh, ảnh thật là đẹp để mà người ta đổi thành profile picture, và người ta đeo cái tạp dề để mà người ta biết được đến cái chữ Tipsy Art.
Nhưng xong rồi nói chung challenge của tụi chị hồi đấy là xem đếm được bao nhiêu người mà ảnh đẹp quá đến nỗi người ta phải để đổi làm profile picture. Thế xong rồi với cả có cái coupon để refer bạn bè. Thì hồi đó là thứ nhất là làm sao cho spread được nhanh. Thứ hai là để minimize risk. Thì tụi chị là thay vì là đầu tư rất là nhiều tiền vào cái việc mà mua nguyên liệu rồi các cái thứ đầu tư ấy, thì tụi chị làm bằng cách là tụi chị cho mọi người mua vé, mọi người đăng ký trước, mọi người trả tiền trước, chứ tụi chị không có mua trước. Tụi chị thu tiền trước rồi tụi chị mua sau, rồi tụi chị mới làm. Và cái thứ ba là minimize cost. Thì là minimize cost bằng cách là tụi chị partner với các cái locations, hoặc partner với nơi nọ nơi kia để mà làm sao để cho các cái, để có thể có mang lại được cái lợi ích cho các phía. Thì như thế tụi chị có thể giảm được cái chi phí. Thì là hồi đầu là tụi chị có được sự giúp đỡ rất là lớn từ Tong. Thì Tong cho tụi chị mượn cái location. Nhưng mà về sau khi mà tụi chị expand đến các cái địa điểm khác thì tụi chị là sẽ negotiate về những cái địa điểm khác đó. Vâng, về mặt quảng bá và về địa điểm thì là như thế. Vậy còn cái gọi là cái giá thành của những cái nguyên vật liệu thì ngay từ đầu mình đã có cái sự nghiên cứu hay là tìm kiếm nào để có một nguồn nguyên vật liệu vừa tốt về giá mà vừa tốt cả về chất lượng ạ? Chị có cứ hỏi các người bạn họa sĩ của mình là người ta mua những cái họa phẩm ở đâu, mà em biết là những cái chất liệu mà họa sĩ dùng thì bao giờ nó cũng phải tốt, tại vì là người ta vẽ tranh để mà người ta bán mà. Đấy, mới là tác phẩm của người ta là như là con của người ta ấy. Đấy, thì là bọn chị hỏi những người họa sĩ đấy là người ta mua ở đâu, mà người ta còn kiểu free ship cho bọn chị nữa. Tức là lúc nào bọn chị tổ chức ở nhiều nơi mà không phải một chỗ đâu, thì là bọn chị phải deal với người ta là đây này phải ship đến đây, đến đây, đến đây, mà thôi đừng tính ship cho mình. Đấy, nếu không thì nó sẽ rất là chi phí nó lại đội lên. Đấy, thì mình phải deal với cả những cái người như thế nữa. Vâng. Vậy khi mà Tipsy Art của mình bắt đầu dần dần lớn lên, bắt đầu quy mô, bắt đầu tăng lên thì mình sẽ cần thêm nhiều những người đồng hành, những partner. Thì không biết là chị Trang với chị Ngân có một cái tiêu chuẩn hay là một cái cách lựa chọn nào với những người sẽ đồng hành cùng mình không ạ? Thì tụi chị sẽ phỏng vấn. Thì Ngân được cái là Ngân có cái Ngân có cái gọi là sense judgment về người tốt hơn chị cảm thấy thế. Tại vì chị lúc nào chị rất thích người này, chị rất thích người này, về sau thì nó lại không như mình mong muốn. Nhưng mà Ngân rất là thận trọng, nhưng mà Ngân lại được cái là nhìn người lại rất là hơn chị in general. Thực ra là chị cũng khá là cảm tính, tức là ngoài những cái yếu tố quan trọng về tính cách, ví dụ như là các bạn ý phải là những cái người yêu thích hội họa chẳng hạn này, hoặc là có cái khả năng truyền cảm hứng cho người khác này, đấy là những cái quan trọng trong cái việc tổ chức cái workshop đấy của bọn chị. Về mặt con người ấy, tức là chị hơi cảm tính là những cái người nào mà chị cảm thấy click được thì chị sẽ biết, tức là chị tự biết thôi. Ví dụ như có những cái người mà cần phải làm việc với người ta, nhưng mà nếu mà chị cảm thấy là không, tức là chị cảm thấy off ấy, thì là chị cũng sẽ không ở. Nhưng mà cái đấy cũng là một cái không tốt nữa, tại vì là em không thể biết người ta như thế nào cho nên khi mà em làm việc với người ta, đúng không? Nhưng mà chị đã bị cái impression đấy ngay từ đầu, thì là chị thường là sẽ đi theo cái cảm tính của chị. Thế còn về mặt gia đình thì bố mẹ thấy hai chị khởi nghiệp như thế thì có ý kiến hay là cái sự ủng hộ gì không ạ? Bố mẹ chị thì rất là thoải mái. Từ cái việc lấy chồng này đến cái việc là chị làm gì cho cuộc đời của chị thì thực ra là bố mẹ chị để cho chị toàn quyền quyết định hết. Tại vì đấy là cuộc đời của chị. Thì chị thì như thế, nhưng mà Trang thì chắc là không, đúng không Trang? Không, chị là bố mẹ chị từ bé, chị là mẹ chị kiểu chị bị chắc chị nghĩ là chị bị quá quá tự do. Thế nên chị ước gì là chị không tự do nhiều như thế, thì chị sẽ có một cái thì nó chị bị một cái điểm yếu là chị không có discipline nhưng mà chị như là chị muốn. Mẹ chị rất là cho chị quá nhiều freedom. Từ bé hồi lớp 6, lớp 7 mẹ chị đã lúc nào cũng cho rất nhiều tiền rồi. Tức là cứ lúc nào cũng cầm tiền đi ăn, đi làm, đi mua, mẹ cứ cho tiền. Cầm tiền rồi cầm điện thoại, mẹ chị đã cho chị một cái điện thoại city phone à. Từ lớp 6, lớp 7 đã cầm điện thoại di động rồi nhắn tin, cũng chả có ai để nhắn tin, tại hồi đấy có mỗi chị có điện thoại di động à. Thế xong rồi đến lớp 10, mới có lớp 10 mẹ chị cũng đã bảo thôi con, mẹ không đưa con đi học được đâu, con tự đi xe máy đi học đi. Thế là cũng lại tự đi xe máy đi học. Chị đi học assist về thì là thỉnh thoảng lười đi học ấy, mà có cái việc nọ việc kia, việc apply, hồi xưa apply đi Mỹ, học đại học apply đi Mỹ thì nhiều khi cũng phải thức đêm thức khuya để mà làm. Thế là hồi đấy mẹ chị còn
còn viết một cái đơn xin nghỉ học nhưng mà mẹ chị không có ghi ngày tháng đâu, để trên sổ đầu bài ấy, để khi nào mà chị cần nghỉ thì chị lại đưa cái sổ, đưa cái đơn xin nghỉ học ra. Thế nên là nói chung là cái relationship của mẹ chị thì mẹ chị là cá tính rất là mạnh và có rất là nhiều điểm không hợp. Thế nhưng mà riêng về cái việc mà give chị freedom với các independence thì là từ bé là mẹ chị đã hoàn toàn là thích làm gì làm. Em nghe chuyện như thế thì không biết là chị Trang và chị Ngân có thấy là mình rất là may mắn khi mà đã được có cái sự độc lập và tự do thoải mái ngay từ khi còn nhỏ như vậy không ạ? Ừ, thực ra thì hồi bé cũng hơi tức bố mẹ ấy, tại vì là bố mẹ một mặt thì là cho mình rất nhiều freedom nhưng mặt khác thì nó như là kiểu thể hiện cái sự không quan tâm đến mình lắm, không quan tâm đến việc mình phát triển như thế nào chẳng hạn. Thế nhưng mà bây giờ lớn rồi ấy, thì em thấy là thực ra cái việc đấy nó prepare em cho cái việc mà đi vào cuộc sống thực. Tại vì trong cuộc sống thực cũng không có ai lo cho em như thế hết. Tức là không có ai sẽ quan tâm đến cái việc phát triển của em như nào, chỉ có em thôi. Thì là em phải tự lo đến cái việc là mình phát triển như thế nào, mình sẽ đi về đâu, đấy là việc của mình. Thì là nó chuẩn bị cho em trước là cái việc là em đi vào cuộc đời như thế nào. Về gia đình thì là như thế. Thế còn mối quan hệ giữa chị Trang với chị Ngân thì đã bao giờ hai chị cãi nhau hay là bất đồng quan điểm rồi giận dỗi nhau chị ạ? Ui dồi, cãi nhau suốt ngày gì nữa. Nhưng bọn chị được cái là cả hai người đều không để bụng. Ừ, bọn chị không để bụng, tức là cãi nhau xong việc thì thôi. Đấy, thế thôi, còn chả có gì. Kiểu tức là sẽ ngồi đến tận nơi xong rồi sẽ cuối buổi kiểu hùng hồn. Thôi, giờ thì đi ăn phở không? Ok, ừ, thế xong hai vậy. Hai chị em đi ăn phở. Ừ, bọn chị không giận nhau lâu. Ừ, chả bao giờ giận nhau lâu bao giờ. Chị đang nhớ, chị nhớ hình như có một lần em dỗi chị Ngân. Vụ gì ấy hả? Hôm mà mình đi coffee house không, thế nhớ. Xong rồi chị nói xa xả, thế xong em dỗi, thế xong về sau nhắn mãi cho em không thấy trả lời. À ừ, em nhớ rồi, ơi nhớ rồi, không nhớ là vì sao. Chị nó cứ nói xa xả, thế là chắc là nó dỗi, tại vì nói to quá. Ừ, nhớ lần đấy là vì sao, nhưng mà nhớ lần đó. Vấn đề là ấy, tụi chị không nghĩ nó là mâu thuẫn, tại vì bản thân chị là một cái người devil's advocate. Bất cứ một cái ý tưởng nào đó chị sẽ đảo lộn cái ý tưởng đó, và chị sẽ lúc nào chị cũng sẽ question, chị lúc nào chị cũng sẽ challenge, kể cả với anh chồng chị. Thế nên anh chồng chị cũng khá là annoyed với cái việc đó. Thế nên chị không nghĩ đó là mâu thuẫn, mà đấy giống như là cái bản năng của chị rồi ấy. Bất cứ một cái gì đó là chị sẽ phải tìm lật các mặt khía cạnh để mà challenge nó ấy. Thế hai chị có thấy là ở đối phương có cái yếu tố hay là tính cách gì đấy gọi là bù trừ được cho mình không? Chị thấy hoàn toàn 100% bù trừ cho nhau luôn. Nhưng mà cũng có những cái mà chị giống nhau. Có nhiều cái mà chị giống chị nhau. Chị nghĩ là về core, về foundation chị và em giống nhau. Thế nhưng mà về cái behavior, cái symptoms của chị em mình thì nó bù trừ cho nhau. Không, nhưng mà bây giờ em thấy em càng ngày càng giống chị rồi ấy Trang. Ừ, tại vì em bây giờ em phải làm cả hai vị trí mà. Thế nên là bây giờ em phải đấy thôi. Chứ còn hồi xưa nhiều cái em thấy bây giờ chị thấy đúng lắm. Thấy chị nói đúng lắm. Tại vì là chị với cả Ngân phải nói thì như thế nó mới healthy. Tức là hai người hiểu hai cái hướng khác nhau. Tức là một cái ví dụ chị có thể chia sẻ đó là chị sẽ đóng vai trò nghĩ theo hướng của khách hàng, của partner. Còn Ngân thì sẽ nghĩ theo vai trò của nhân viên, của các bạn họa sĩ. Thì khi mà chị và Ngân sẽ tranh luận với nhau như vậy thì sẽ tìm ra điểm ở giữa. Tại vì tụi chị vẫn cần phải có một người để mà làm advocate cho nhân viên của tụi chị, và tụi chị cũng cần một người để làm advocate cho khách hàng của tụi chị. Thế nên là khi mà hai người đứng ở hai phía khác nhau như vậy, hai người mà bổ sung, tức là hai người mà bảo vệ cho hai, defend hai bên khác nhau như vậy, thì như vậy tụi chị mới tìm ra. Em thấy là hai chị thân nhau như thế và cũng đi với nhau một thời gian rồi, thì khi mà chị Trang gọi là không đồng hành với Tipsy Art nữa thì chị Ngân cảm thấy thế nào ạ? Thực ra thì chị đồng ý với tất cả các quyết định của Trang. Trang nói chung là Trang làm gì thì chị cũng ủng hộ, chứ chị cũng không có hard feeling hay là gì cả. Bây giờ chị biết là Trang vẫn ở đấy, mà nếu mà chị mà có cái câu hỏi gì hay là cần Trang phải support gì thì chị nghĩ là Trang cũng vẫn support chị thôi. Cái hồi đấy chị cũng có bầu nữa. Chuẩn bị sang bên đấy để em bé. Thế nên là Ngân không kiểu muốn step into cái việc mà Trang lập gia đình các thứ. Ừ, với cả chị nghĩ là có em bé thì em bé là cái chuyện quan trọng nhất rồi. Vậy phía chị Trang thì sao ạ? Lúc mà mình phải rời xa Tipsy Art, rời xa Việt Nam thì chị có thấy buồn không chị? Cũng khóc lóc một tí. Thế nhưng mà chị khóc lóc chẳng qua là chỉ vì là không ở Việt Nam nữa thôi, chứ còn chị vẫn biết là tụi chị vẫn sẽ rất là close với nhau, sẽ công việc nó cũng sẽ không thay đổi nhiều, cần có cái gì thì là chị vẫn sẽ thấy đâu. Nên về mặt công việc tụi chị cũng không có lo lắng gì cả.
chẳng qua chỉ là xa nhau, không được gặp nhau, lúc đấy mới khóc lóc tí thôi. Vậy thì bây giờ là coi như là để kỷ niệm lần đầu tiên mà podcast của bọn em có tận hai vị khách đến, thì chắc là mình sẽ làm một cái phần là quick Q&A. Em sẽ chỉ có một vài câu hỏi nhỏ nhỏ thôi, và các chị chỉ cần trả lời là Trang hay là Ngân hay là cả hai hay là không ai cả. Thì bây giờ em sẽ bắt đầu nhá. Ai là người lý trí hơn? Trang. Ai là người nóng tính hơn? Trang. Trang. Ai là người dễ khóc, dễ cảm động? Trang. Ai là người giỏi hơn về quản lý tiền bạc? Cả hai. Ai là người mơ mộng hơn? Chắc là cả hai. Ừ. Ai là người hay vẽ hơn? Chị hay vẽ không Trang? Bây giờ chị còn vẽ không? Bây giờ dạ, chị chuẩn bị vẽ một cái tranh để mà treo ở nhà cho nó đỡ tốn tiền. Ok, ra cũng có vẽ đấy. Ôi, cả hai. Chắc cả hai cả. Ừ, đều giống nhau. Và câu cuối cùng là ai là người nam tính hơn ạ? À? Ừ, thì là em mới chuẩn suy nghĩ gì đấy. Ok, fine, Ngân. Không, nhưng mà tại vì hồi trước có một cái buồn cười bảo là đó, Ngân bảo là em chính là một người rất là nữ tính. Em là một người rất là nữ tính, nhưng mà chẳng qua do dòng đời xô đẩy, thế nên em mới thành ra là cô gái lực điền. Nhưng Ngân khỏe lắm. Thực ra rất là bánh bèo. Nhưng mà dòng đời xô đẩy thì phải thế thôi. Tuy chị Trang không còn là cộng sự chính thức của chị Ngân nữa, nhưng mà mọi người nghe chuyện thì cũng có thể thấy được là chị Trang vẫn đồng hành cùng chị Ngân và sẽ mãi là một phần của Tipsy Art. Bằng cách đem lại sự vui thích và thư giãn khi vẽ được một bức tranh hoàn chỉnh cho những người tham gia, Tipsy Art đã đưa được hội họa đến gần hơn với nhịp sống thường nhật, giúp cho nghệ thuật không còn là một thứ gì đó quá cao siêu hay là xa vời nữa. Giá trị mà Tipsy Art đem tới không thể đo đếm được bằng những con số. Và có lẽ đó chính là một trong những lý do giúp cho Tipsy Art đi được một hành trình 5 năm và hy vọng là sẽ còn rất nhiều năm về sau nữa. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hãy cùng trò chuyện và theo dõi chúng mình nhiều hơn qua trang web chính thức 021station.com, Facebook và Instagram 021station mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào những tập podcast tiếp theo.